Lần này tôi giảng kinh ở Hồng Kông, có đồng tu hỏi tôi niệm Phật thế nào mới có thể nắm chắc được phần giảng sanh. Tôi nói với họ, biết trước giờ chết, không có bệnh khổ, ngồi mà đi, đứng mà đi thì nắm chắc. Họ nói, vậy có thể làm được hay không? Tôi nói, có thể. Vấn đề chính là bạn có chịu làm hay không? Chân thật, đoạn ác, tu thiện, tích công, bồi đức. Tu phước, không nên hưởng phước. Phước báo giữ lại khi lâm chung hưởng. Khi lâm chung không có bệnh khổ là đại phước báo. Khi lâm chung rõ ràng tường tận, xem thấy Phật đến tiếp dẫn, nói với thân bằng quyến thuộc của bạn, bye bye, tôi đi đây. Phước báo đệ nhất đẳng, một đời tu tích đến lúc này hưởng. Bạn vừa biểu diễn như vậy, bạn độ bao nhiêu người? Người ta xem thấy bạn giảng sanh, không tin tưởng cũng tin tưởng. Chúng ta nói đến rách da miệng, chưa chắc họ đã tin. Khi vừa biểu diễn về họ liền tin tưởng. Họ lại hỏi tôi, vậy phải làm bằng cách nào? Tôi vừa rồi nói là nguyên tắc. Bạn phải tu bố thí cúng dường. Người đến trung niên đều phòng bị tương lai phải chết, phải chuẩn bị một ít tiền tương lai dưỡng lão, lại muốn chuẩn bị một ít tiền làm phí thuốc thang, sợ mình bị bệnh. Tôi liền nói với họ, bạn nên đem tiền dưỡng lão của bạn cho đi, tặng cho viện dưỡng lão, đem phí thuốc thang của bạn cho đi luôn, tặng cho những người bệnh khổ. Bạn có thể làm được. Bạn nhất định biết trước giờ chết, không bị bệnh, đứng mà đi, ngồi mà ra đi. Do nguyên nhân gì? Bạn không có tiền để bệnh, bạn không có tiền để dưỡng lão, bạn liền thành công rồi. Bạn muốn chuẩn bị một ít tiền để dưỡng lão thì bạn không già không được. Chuẩn bị một ít tiền để làm phí thuốc thang thì bạn không thể không bị bệnh. Bạn làm sao có thể đi được tự tại chứ? Trong đây có đạo lý, bạn phải hiểu được cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Tại vì sao người khác có thể làm được, chúng ta không làm được? Chúng ta từ ngay gốc quan niệm đã sai lầm rồi. Chân thật đi tu từ bi hỷ xả, phải xả được sạch trơn. Đi là quyết định nắm chắc ngay trong một đời viên mãn thành tựu.